Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Thông báo sinh hoạt cộng đồng ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay Vân Anh xin mời quý vị gặp gỡ với hai khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta tại San Diego. Đó là anh, bên cạnh Vân Anh là anh Bửu Thành, Phan Thành Trinh. Anh là huynh trưởng của gia đình Phật tử Chánh Kiến của chùa Như Lai Thiền Tự. Và bên cạnh anh Phan Thành Trinh là anh Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp, anh cũng là huynh trưởng của gia đình Phật tử Vin Quang. Thưa quý vị, trước hết Vân Anh xin chào hai anh. Dạ, kính chào chị. Dạ, kính chào chị. Kính chào tất cả quý vị khán giả. Dạ, kính chào tất cả quý vị của đài truyền hình VNTV. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì chúng ta cũng đã biết là nơi nơi đều tổ chức những cái buổi sinh hoạt cầu nguyện cho những cái biến động tại quê nhà trong những ngày vừa qua. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay hai anh huynh trưởng của hai gia đình Phật tử tại San Diego xin được thưa với quý vị về một cái chương trình mà các anh sẽ thực hiện trong cuối tuần này. Đó là đêm thắp nến cầu nguyện cho tự do, dân chủ, nhân quyền, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải cho đất nước Việt Nam. Chương trình sẽ được tổ chức tại Như Lai Thiền Tự. Dạ, anh Phan Thành Trinh có thể cho quý vị khán giả được biết chi tiết địa điểm, ngày giờ như thế nào không thưa anh? Dạ, thưa chị, thưa tất cả liệt quý vị khán giả đang theo dõi đài, xin thay mặt cho đơn vị Chánh Kiến, Hoa Nghiêm và Viên Quang thì tập thể anh chị em áo lam cũng đang tiến hành hưởng ứng theo lời kêu gọi của đồng bào trong nước cũng như là đồng hương ở hải ngoại. Tổ chức đêm lễ thắp nến cầu nguyện tự do, dân chủ, nhân quyền và bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải cho Việt Nam chúng ta trước cái sự tập đoàn cộng sản đang thuê đất cho Tàu Cộng. Vì vậy các anh chị em đã kết hợp lại tổ chức buổi lễ thắp nến cầu nguyện vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật này, ngày 15 tháng 7 năm 2018 tại khuôn viên Như Lai Thiền Tự. Đó là cái thời gian và địa điểm. Và ước mong, kính mong tất cả quý đồng hương tại vùng San Diego cũng như tại các vùng lân cận về chung cùng với anh chị em, tất cả đồng hương Việt Nam để nói lên tiếng nói của đồng hương chúng ta và đồng hành cùng đồng bào Việt Nam trong cái sự phản đối nhà cầm quyền cộng sản gián đất cho Tàu Cộng. Và đặc biệt đây là một cái chương trình do những khuôn mặt trẻ đại diện tuổi trẻ của hải ngoại. Anh Hiệp, anh thấy là cái sự cần thiết, tại sao chúng ta phải làm những cái chương trình như thế này? Dạ, cảm ơn chị. Kính thưa tất cả quý khán thính giả đang theo dõi đài VNTV. Để trả lời câu hỏi của chị, thì giới trẻ của chúng ta ở hải ngoại cũng đến một cái lúc nào đó chúng ta phải nhìn nhận rằng là những việc đang xảy ra tại quê nhà nó có một cái sự liên đới trực tiếp với chúng ta. Chúng ta không thể nào nghĩ rằng là những chuyện xảy ra ở bên kia bờ biển đối với chúng ta không có sự liên hệ. Và một lẽ đó, một cái lý do khác nữa rằng là chúng ta sẽ, con cháu của chúng ta sẽ ở cái mảnh đất này, sẽ ở Hoa Kỳ, sẽ ở Úc Châu, Âu Châu vân vân. Và một điều hết sức quan trọng chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta có cái trách nhiệm phải hướng dẫn và phải có những hoạt động tương tự để làm sao cho con em, làm sao cho con cháu của chúng ta sau này nhận thấy được cái trách nhiệm đối với lại quê hương dân tộc, cội nguồn dân tộc ở đâu. Cho nên giới trẻ của chúng em, gia đình Phật tử tại hải ngoại cũng nhận lãnh cái trách nhiệm này và hy vọng rằng những chương trình này sẽ là những cái bước đầu để cho giới trẻ của gia đình Phật tử cũng giống như tất cả các đoàn thể có thể dấn thân và tạo một cái bước khởi đầu cho tất cả. Từ nào giờ chúng ta thấy là những người trẻ như anh em chúng ta đó, và đặc biệt là các anh chị em huynh trưởng của gia đình Phật tử. Thưa quý vị, Vân Anh biết anh Phan Thành Trinh là huynh trưởng của gia đình Phật tử rất là lâu rồi thưa quý vị. Thật sự là mà các anh huynh trưởng đã hy sinh thời gian rất là nhiều, cho nên sinh hoạt trong cái ở trong chùa không đã lấy hết thời gian của mình rồi phải không anh? Yeah. Cho nên đây là lần đầu tiên các anh có ý định tổ chức một cái chương trình mà kết hợp tất cả các hội đoàn trẻ lại với nhau. Cho nên ước mong rằng quý thầy cô của các trung tâm Việt ngữ, đoàn thể trẻ không phân biệt tôn giáo. Xin mời các quý vị
các vị phụ huynh và các anh em trẻ hãy đến với lại các anh chị em áo lam, các huynh trưởng của gia đình Phật tử, để cho chúng ta có tạo thêm cái bầu nhiệt huyết để những cái chương trình sau này chúng ta tổ chức sẽ được thành công hơn. Thưa quý vị, giống như là anh Hiệp với lại anh Trinh nói, chúng ta ở hải ngoại này, con em chúng ta được tự do, không có một cái sự lo lắng gì trong về cuộc sống cũng như là cuộc sống chính trị. Tuy nhiên, anh Hiệp nói rằng bên kia bờ đại dương, nước Việt Nam của chúng ta là có liên hệ trực tiếp đến chúng ta, cho dù chúng ta có nhìn nhận hay không, phải không anh Hiệp? Dạ, đó là cái lý do tại sao khi mà chúng ta tổ chức, các anh chị em huynh trưởng của gia đình Phật tử quyết định tổ chức cái đêm thắp nến này để cùng đồng hành với người Việt của chúng ta ở trong nước cũng như là các bạn trẻ trong nước, thì đây là một cái việc làm rất là cần thiết. Ước mong được tất cả mọi người cùng tiếp sức với các anh chị huynh trưởng. Anh Trinh với anh Hiệp, hơn như vậy chương trình của chúng ta đó thì sẽ có những cái chi tiết như thế nào, tức là mọi người sẽ đến cùng thắp nến với nhau và cùng tâm tình với nhau, hoặc là có chương trình văn nghệ không, anh có thể cho quý vị khán giả được biết? Dạ. Thì chương trình của chúng ta thì nó sẽ rất là sôi động. Tuy rằng mình phải hiểu rõ ràng đây là một cái buổi thắp nến sinh hoạt đấu tranh, chứ không phải là một buổi thắp nến vui chơi. Do vậy cái tinh thần của chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị. Và bên cạnh đó sẽ có những bài hát đấu tranh, sẽ có những cái sinh hoạt. Và đây cũng là một cơ hội để cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại San Diego, các hội đoàn trẻ có cơ hội tìm đến với nhau, sinh hoạt với nhau và tìm hiểu cách thân. Thì ngoài những cái bài phát biểu của một số các anh chị, các bạn trẻ, thì nó sẽ có những bài hát và những sinh hoạt hết sức là sôi nổi, sôi động. Nó đi với lại cái tinh thần hòa nhã, chứ không phải là chúng ta giống như là ra ngoài chiến trận. Tuy nhiên nó phải đúng mức và nó cũng sẽ rất là kiên quyết. Vâng, bên anh rất là đồng ý với anh. Những cái bài nhạc đó sẽ hun đúc cái tinh thần yêu nước trong lòng mỗi người dân Việt chúng ta, và đặc biệt mình cũng không trẻ lắm đâu, nhưng mà mình vẫn là đại diện cho tuổi trẻ của hải ngoại cũng như là đồng hành với tuổi trẻ trong nước. Cho nên đây là một cái việc làm một lần nữa rất là cần thiết. Thưa quý vị, chủ nhật này xin quý vị hãy dành thời gian, chủ nhật ngày 15 tháng 7 năm 2018, chương trình bắt đầu vào lúc 6 giờ tối tại Như Lai Thiền Tự, một địa điểm rất là quen thuộc của cộng đồng người Việt của chúng ta. Anh Trinh. Địa chỉ tại khuôn viên chùa thì chắc quý vị cũng biết là 3340 Central Avenue, San Diego, California 92105. Và kính thưa chị là dù chúng ta ở nơi nào, bất cứ ở trên hải ngoại, chúng ta vẫn là dòng máu đỏ, da vàng, tóc đen. Vì vậy chúng ta vẫn là người Việt Nam. Và chúng ta thấy cảnh đồng bào chúng ta hay là những người trẻ đang đứng lên để tranh đấu đòi lại tự do cho nước Việt Nam, thì chúng ta ở ngoài này cũng nên có bổn phận để hỗ trợ tinh thần, đồng hành cùng bà con, để rồi bà con chúng ta tại Việt Nam không thấy lẻ loi. Từ nào giờ các anh sinh hoạt thì gói chọn sinh hoạt ở trong chùa về Phật Pháp, phải không anh? Đây là một cái event mà chúng ta ra ngoài cả cộng đồng của chúng ta, và để giáo dục cho các em đoàn sinh trong gia đình Phật tử biết hướng về quê nhà, phải không anh? Bên anh biết là anh Hiệp trong thời gian gần đây cũng sinh hoạt rất là nhiều để nói lên tiếng nói của mình. Anh đã thu những cái video bằng Anh ngữ để có thể phổ biến tình hình Việt Nam của mình như thế nào đến với người bạn xứ, phải không anh? Dạ, em đã có làm những cái live videos để mà nói về những cái vấn đề nó đang xảy ra tại Việt Nam. Thì cũng kính thưa chị với lại quý khán thính giả rằng là đất nước Việt Nam của chúng ta khi xảy ra những cái chuyện như vậy thì người Việt của mình ở các nơi đó, chúng ta phải nhìn nhận rằng là nếu như chúng ta không có tiếng nói thì chắc chắn sẽ không ai tìm đến chúng ta để mà họ xin giúp đỡ cả. Nếu như chúng ta muốn thế giới biết đến việc này thì chúng ta phải có trách nhiệm phải đưa những cái dữ liệu đó đến với lại cộng đồng của người Việt, cộng đồng người Mỹ, cộng đồng của tất cả các màu da sắc tộc ở hải ngoại. Đối với lại gia đình Phật tử thì cái lý tưởng của gia đình Phật tử là để chỉ hướng cho thuyện đời và nảy hoa cho cuộc sống. Thì đạo và đời thật sự ra đi song hành với nhau và quyện lẫn với nhau, chứ không phải rằng chúng em cũng
Đương nhiên là cái sinh hoạt nó tốn rất là nhiều thời gian, cho nên để mà ra ngoài sinh hoạt cộng đồng thì đôi khi cũng khó. Tuy nhiên khi đất nước mà lâm nguy như vậy thì người con Việt và cả người Phật tử, cả người huynh trưởng Áo Lam, đoàn viên Áo Lam không thể nào nghĩ rằng chuyện này là chỉ có những anh chị em sinh hoạt ở ngoài đời đoàn thể thì mới tham dự. Chúng ta không thể nào lãnh cảm như vậy, chúng ta không thể nào cho rằng đó là chuyện của người khác, và khi đất nước thái bình rồi thì chúng ta mới đến đó để sinh sống, còn khi đất nước lâm nguy thì chúng ta trở về một cái chỗ nào đó chỉ cầu an mà thôi. Đó không phải là tinh thần của Phật giáo và chắc chắn không phải là lý tưởng và mục đích của tổ chức gia đình Phật tử. Wow, rất là hay thưa quý vị. Cảm ơn hai anh huynh trưởng của hai gia đình Phật tử Vinh Quang và Chánh Kiến rất là nhiều. Và Vân Anh tin chắc rằng trong buổi lễ thắp nến sắp tới đây vào ngày Chủ nhật 15 tháng 7 bắt đầu vào lúc 6 giờ tối tại khuôn viên Như Lai Thiền Tự sẽ có rất là đông quý vị đến tham dự. Một lần nữa chúng tôi mời gọi quý vị phụ huynh, các anh chị sinh viên và các đoàn thể trẻ, gia đình Phật tử, các trung tâm Việt ngữ, hướng đạo và thiếu nhi thánh thể, một lần nữa không phân biệt tôn giáo, hãy đến với các anh huynh trưởng. Dạ, kính thưa toàn thể liên quý vị, gia đình Phật tử ngoài những dạy các em về giáo lý ra thì văn hóa dân tộc Việt phải được hướng dẫn cho các em đúng mức và để giữ gìn văn hóa dân tộc Việt tại Việt Nam. Thì nước Việt Nam chúng ta không thể nào mà mất đi cái cội nguồn được hết. Vì vậy, cái buổi lễ thắp nến cầu nguyện này sẽ được tổ chức một cách thật là chu đáo và ước mong đồng bào chúng ta cùng về hưởng ứng, như là mời gọi đồng bào chúng ta cùng về tham dự và đồng hành cùng tất cả dân tộc Việt Nam chúng ta. Dạ, cái lời của em thì hơi khác một tí xíu. Và cái thông điệp là như thế này. Em có nói chuyện với lại một vài bạn rất trẻ, non 30 ở trong nước, và có cảm thán với họ những cái hành động của họ, dám đứng lên trước nhà cầm quyền và nói lên tiếng nói cho dân tộc Việt Nam. Họ cũng rất là lo lắng, họ không biết rằng ngày mai họ có còn tiếp tục được livestream hay không, tiếp tục được trình bày cái quan điểm của mình hay không. Và khi em nói rằng là đồng bào ở hải ngoại, đồng hương ở hải ngoại cũng đồng hành sát cánh và sẽ chuyển tải những thông tin của họ đến với lại thế giới, thì họ nói chỉ như vậy thôi là đã đủ rồi. Có nghĩa rằng là đồng bào Việt Nam ở trong nước của chúng ta, họ không sợ cái, họ không sợ đảng Cộng sản, họ sợ rằng họ sợ là chúng ta ở ngoài đây sẽ lãnh cảm với họ. Mà nếu như ở trong nước, ở sát bên với lại kẻ thù mà họ không sợ, thì không lẽ chúng ta ở ngoài hải ngoại mà chúng ta lại sợ hay sao? Mà sợ nó là cái yếu tố chính để cho những người cầm đầu họ có quyền họ đè bẹp mình xuống. Và ông Martin Luther King, ông có nói, và em xin phép được dịch sơ, là quyền tự do chỉ được đòi hỏi bởi những người bị cai trị, chứ không bao giờ được ban thí bởi người cai trị. Dạ, đó là lời cuối cùng chúng tôi xin gửi đến với tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình VNTV. Cảm ơn anh Trinh, anh Hiệp, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin hẹn quý vị vào chiều Chủ nhật 15 tháng 7 sắp tới, bắt đầu từ 6 giờ tối tại Như Lai Thiền Tự, cho buổi thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam. Cảm ơn quý vị và xin thân ái chào tạm biệt. Kính chào.